Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ, đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay đã là ngày thứ Năm, 31 tháng 8 năm 2017. Và đoạn tin mừng ngày hôm nay là tin mừng theo Thánh Matthew chương 24, từ câu 52 đến câu 51. Chúa Giêsu dùng hai cái ví dụ rất là sinh động và rất là mạnh để nói về cái tinh thần sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào trong đời của chúng ta. Với ví dụ thứ nhất, Chúa Giêsu táo bạo đã tự ví mình như là một kẻ trộm. Vâng, Thiên Chúa có thể đến bất ngờ giống như một kẻ trộm đột nhập vào nhà của người ta. Nói thẳng ra là chủ nhà dù có giỏi giang thế nào đi nữa cũng không thể nào biết đích xác là bao giờ và như thế nào kẻ trộm sẽ đến. Như vậy, ông ta phải thường xuyên tỉnh thức và canh gác, đặt hệ thống camera báo động để mà có thể phát giác ra sớm nhất. Ông ta vẫn có thể nghỉ ngơi vào ban đêm và vẫn có thể làm việc một cách bình thường vào ban ngày. Tuy nhiên, cái quan trọng không phải là thức hay ngủ, nhưng mà là cái ý thức bên trong không để cho mê mệt, không để cho lú lẫn và mất cảnh giác đến độ mà kẻ trộm có thể đột nhập vào nhà của mình, muốn làm gì thì làm. Ở ví dụ thứ hai, Chúa Giêsu lại tự ví mình như là ông chủ. Vâng, Thiên Chúa đến, nhưng thật ra phải nói là Thiên Chúa trở lại như là một ông chủ vừa có công việc phải đi xa, nay bất ngờ trở về. Trước khi đi thì ông đã phân công cho các đầy tớ thân tín của mình, những người có khả năng để mà quản lý, để mà phụ trách, để mà đảm nhận những cái mặt thay cho ông chủ khi ông chủ đi vắng. Nên nếu như những người quản lý, những người đầy tớ thân tín này mà lại chủ quan coi thường, một mặt đã không chu toàn cái bổn phận và trách nhiệm của mình đối với các tôi tớ khác trong nhà, lại đối xử tệ hại với họ, rồi chè chén nhậu nhẹt say sưa, ông chủ không về một cách bình thường, có thể nửa đêm ông chủ trở về và bắt quả tang cái tên đầy tớ thân tín của mình đã phản bội mình, đã phản bội cả đồng bạn của mình. Chắc chắn là ông chủ đó sẽ trừng phạt và sa thải cái tên đầy tớ bất lương ấy. Như vậy, riêng với ví dụ này, Chúa Giêsu muốn cảnh cáo đến những người có trách nhiệm, những nhà lãnh đạo có chức sắc ở trong dân. Ngày xưa là các kinh sư và pha-ri-sêu, ngày nay có thể là chính anh em linh mục chúng tôi.
coi chừng chúng ta đã chủ quan, chúng ta đã coi thường Thiên Chúa, chúng ta đã xúc phạm đến tha nhân, chúng ta đã bỏ bê cái nghĩa vụ mà chúng ta được đảm nhận, để rồi chúng ta không còn sống những giá trị tin mừng mà chúng ta đã được gửi gắm, mà chúng ta được trao phó như là vốn liếng để mà sống, để mà làm việc, để mà phục vụ trong cuộc đời này. Có thể nói trong đời của chúng ta hay trên thế giới này có hai lần Chúa Giêsu đến. Lần thứ nhất là đến riêng với từng người trong cái chết, và lần kia chính là lần chung cho tất cả mọi người trong ngày tận thế. Cả hai cái kỳ hạn này, cho cái chết trong đời của ta và tận thế, không ai biết là ngày giờ nào. Vì thế chúng ta được mời gọi là tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây không phải là trong mắt lên không ngủ, lúc nào cũng căng thẳng mà chờ đợi, nơm nớp sợ hãi, hồi hộp, cứ sợ rằng mình không chuẩn bị kịp. Nhưng thật ra canh thức sẵn sàng chính là một nếp sống thường trực, một nếp sống lúc nào cũng phải công chính, lúc nào lương tâm cũng bình an, lúc nào cũng vừa mới chu toàn bổn phận xong và sẵn sàng gánh lên những trách nhiệm tiếp theo trong yêu thương và nhân ái. Chúng ta có một cái câu chuyện rất là sống động có thể minh họa cho điều này. Đó là câu chuyện về nhạc sĩ người Áo, ông Wolfgang Amadeus Mozart. Ông là một nhạc sĩ vĩ đại người Áo ở thế kỷ thứ 18. Tên lót của ông Amadeus có nghĩa là người được Thiên Chúa yêu mến. Ông đã qua đời vào lúc còn rất trẻ, mới có 36 tuổi. Đây là một đoạn trích từ lá thư đề ngày 4 tháng 4 năm 1786. Mozart viết cho một người bạn khi ông vừa hay tin thân phụ của mình đang hấp hối chờ chết. Nhạc sĩ viết như thế này: sự chết xét cho thấu là mục đích cuối cùng của cuộc sống, cho nên từ ít năm nay tôi đã làm quen với người bạn thân tình và chọn hảo nhất ấy của loài người, cho đến nỗi hình ảnh của sự chết không những chẳng còn gì đáng khiếp sợ đối với tôi, ngược lại đó là một niềm thanh thản rất an ủi cho tôi. Tôi cảm ơn Thiên Chúa của tôi, Ngài đã cho tôi cái diễm phúc có được cơ hội để học biết và nhìn nhận sự chết như là chiếc chìa khóa mở cửa hạnh phúc cho chúng ta. Tôi đã không bao giờ đi ngủ mà lại không nghĩ đến có thể ngày mai đây, mặc dù tôi vẫn còn trẻ trung đấy, tôi cũng sẽ không còn sống nữa. Ấy vậy mà trong tất cả những ai quen biết tôi, chẳng có ai có thể bảo rằng tôi âu sầu hay buồn chán trong lúc trò chuyện với họ. Mỗi ngày tôi đều cảm ơn Thiên Chúa đấng tạo hóa của tôi về niềm hạnh phúc ấy. Và tôi cũng thành thật mong muốn cho anh chị em đồng loại của tôi có được diễm phúc này. Amen.